Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Văn Hùng. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 trường đại học Wagun. Sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn chương trình lễ hội dành cho sinh viên. Các bạn sinh viên của trường đại học Wagun được bắt đầu vào tháng 5 hàng năm như sau. Đó là chương trình lễ hội được tổ chức một năm một lần dành cho các bạn sinh viên. Trong lễ hội đó, nhà trường sẽ mời những nhóm nhạc, những ca sĩ nổi tiếng tại trường đến để cùng hòa vào chung vui cùng các bạn, giải tỏa căng thẳng và stress trong vấn đề học tập, thi cử. Trong khi đó, trong lễ hội còn có các chương trình trao đổi giao lưu ẩm thực giữa các bạn sinh viên Việt Nam và các bạn sinh viên người Hàn, các bạn sinh viên người nước ngoài khác. Nếu có cơ hội, các bạn hãy đến với Wagun để cùng với hội sinh viên Việt Nam cùng nấu những món ăn ẩm thực văn hóa của Việt Nam để cùng trao đổi với các bạn sinh viên người nước ngoài nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.